IOStream using namespace std in main. Ok, hình chứng nó không xin tạ si bởi dường ta có lấy nè chia function. Mình chắc là vì dương riêng structure bọc C++ bởi dương. Ok, cứ dương ban trẻ chơi kinh hào dạy thay nó không xí. Cứ miền function mùi, xin mẹp default rồi có. Thôi ca nghe chú mùi nâng output bởi dương năng ngày. Ok, chân block nó không ná để dương hào viết thay chia function. Hay chia main function tiền. Mình này là function cool, đại dương thử phở. Dương chọn input, chọn output dương thử được xế statement được nóng function nặng chân cái lại nè. Ok xong mình nè mà mát máu nó không block code bên đi lại nè để dừng hào tha chiều function. Ok trên lực hút slack này muối function. Ok chúng ta nè cứ chia function để chia function default bỏ C++ bởi dương nặng include. Ok để chúng ta include chia function để xin tiệt ok ai chặt tục lại nè chia function bàn chúng ta đọc như bàn từ mê riêng function và hai chỉ vô lệnh tha block code chấm nuôn pram của mùi và toát nâng function ở lại nè. Ok hãy bắt đầu mà tiết đó như xe áo quý tha function bởi dương nâng. Ok cứ viên mau bị nào vậy tỏ đắt. Ok chẳng lỡ từ rô ti tăng function dương sân tha function ở lại nè chân thật tơ ná đầm bây ai hộ việc hướng đó như thật từ mưa structure vi lăng vậy. Ok chẳng bị hộ structure nâng khơi hai đó nên đơn ngay thay block nát chứ block function block nát chứ block a chẳng nên dương thay include cứ chia function thử ọt để xây tiết để bạn riêng structure 20 lúc cũ. Bởi dương slide thật trớ ok, ở đây gì bởi đây bởi dương slide thật trớ ta mùi nát chia function tỏ nát chẳng thầm miên nàng luôn này. Chúng tôi phải làm 4 nét tí dùm hợp research function được không? Ok, C++ mùi nè dùm hợp xin tạc quý. Ok chúng ta tương chỉ mùi nâng main function nâng miên tuôn ở tì ấy cứ tuôn ở tì vía cứ tự tuôn vô statement đường ổn để dương màn phần xe nâng nông xì phần phần nâng chỉ output, chỉ input, chỉ calculation, chỉ loop, chỉ condition chẳng ai đồng miên cứ đạt nâng nông main function nâng tương ổn tỏ nát chúng ta xuống thế main function nâng dương ạch đô bàn ổn dương ạch đô vía bàn ổn à lấy cái đạt in main chẳng dương ạch đạt. Ok, in fc mà nó ọt bàn này chẳng function nâng mũi cứ dương ọt bạc bò này toàn át chẳng anh ấy cứ chia built-in function mũi đã miên được trong C++ hay dương ọt ai chen về bàn này. Ok, chả nâng cứ function chẳng bao dương dạy p function definition nếu dùng mình đấy function, nhưng ai ai dùng mình đấy về bàn tham bạch nếu dương chẳng mũi này in man hay dương bật về bình hay nó khăn ông in main function nâng miên block code mà chuyển nguồn tiệt chứ những ai hào function ban thầm mấy xong rồi lưu tình máu ok xong lưu chuyển năng tích
ai ai dùng này với ban thờ mệt function ok cứ chia bấn đông cột làm xe tiệt cứ chia ok chế đó thì ai mà mưa này dùng này không đi bàn chân nốt lại nâng tục muối ok cái đã tha ở function e block of code that perform a specific test chẳng function dưỡng cứ chia bình đông này cột mùi đại viết vừa ca nghĩa từ lứa thêm na mùi chạy sạch ở tiêu với thư phọt bốc phọt đọc phọt côn này dân đất chẳng nâng chiệt thêm để dân ở xa như vi ấy ok chẳng xua tha viên nữ mà đông nè cứ dân viên cột mà block xa mẹp vi xa mẹp vi nâng nâng tờ đất chẳng ở tiêu hò chạy sạch nhà lỡ dân miến in main function này chẳng hạn nó cứ chia function mùi hay dương anh ta sẽ code này nè ta sẽ code mùi pi bay buôn này chẳng đời ta nát chẳng hạn nó cứ chia ok block code mùi nó không function in main chẳng bởi lực hủ miên function mùi tiết thế chẳng có tiêu hò thà lỡ dương miên ấy hò kẹt niệm hò bộ chẳng lực hủ đã thà in add ok hãy bài function mà chẳng hạn nó cứ chia block function bởi lực hủ mùi tiết đây ok, cứ chia function mùi tiết đây chẳng là P để dương C code A nó có nông nâng ok mùi P bay buồn đây chẳng tới chẳng việc bác cao chia block mùi toàn át hay block nâng nó lại nè đây cái hai thao block code nâng cứ mà đông nè toàn át mùi function nâng chẳng mùi function small mùi block code đại vì vừa ca nghĩa từ lưu thế nào mùi chạy sẽ đầy toàn át ưu tiên hoa ha lỡ lực hữu nhông miên tẹo tôn cho mùi nhằm phan sân muối phần nặng anh nhầm thư ở xị áo muối thế hãy nhầm đạn ha về lọc thắm thú phan sân chân xị áo nè dương ai ở hào viên bàn tha chia specific thay bàn hót nè ai hào viên tha chia specific thay bàn hót ok thay chạy sài ừ có thể nào mùi cách ca nào mùi chạy sạch ok anh nâng có dương anh hào viên hà chia specific thế đại mình đây thầm mệnh mình đây thầm function add viết thuê ca nghiêm mùi cứ output welcome to function tỏ nát ok chả nâng có chia tên ở thế mùi cách ca mùi ở viết thuê ấy tiết ok dương biên ấy in a ok in y hay dương ai x mà đọc ok ai y mà mập hầy thì ai dương thêm in result mùi tiết ở dân đời thì chẳng dương miên ấy result ok mà x bột ấy y còn mà tiết dương output đồng lấy result thì chẳng nít có chia specific thế này mình nên ha việc thuê thêm mũi cứ bột thuê phọt bột này pi chùm nguồn toàn át ok chẳng là nâng cứ càng nghe để dương phở chùm mùi nâng khoan sân chẳng bởi sân dương đằng ọc nha mình ok ở bởi lọc cốt xe nha dương đạc khoan sân mùi pi bay buôn phèo màu toàn át chẳng toàn lại nâng á nè ok à lớn tập lọc mà đi dùng mình ấy khoan sân mình vô nè ở toàn dưới lấy example mà đóng tiền lưu lưu bà đi cháu mình chẳng nó không xin phá phá dương mũi cứ miến ok default function mũi không nâng còn nó cứ in main nâng này hai default function ní dương hào viên hai chia build in function chẳng dương còn ai bắt đầu về bàn này bởi đó thì loop in main cháu xin phá phá ok function đọc xin lập lên nâng admin rì xả lấy xe output màu ấy tờ đất chẳng in main function miên tuôn này tì mùi xe mẹp first statement rưu có output ấy để miên được nóng programming bởi dương nặng chẳng lấy dương miên program mùi cứ function đọc cpp nếu bây đây đọc đi loop in main đi cháu cứ chọc vậy xin lập lên dương thuê ASK tưởng ọc tờ đất chẳng có tì hoa ra lỡ nhóm ở trong phở in main này nhóm phở chỉ mùi nâng function âm ạch chi mùi chọc cho tôi là khu đạt string rồi có dùng phở in đạt đạt ok in ok tệ tôi mùi âm ạch chi dùng thua mì xếp bóp ok chắc là khu thua xì ao muối
Okay, Đại Thái. Okay, hello. In the earth. Okay. Đấy, dùng phần return thôi mà đà mà. Chẳng, mình nên là in mãn dùng lúc về chào. Dùng tục. Okay, in âm ạ chi bình. Chẳng phê để dùng output tới dùng ai chưa chạy tha programming nâng đà ọt. Okay. Chẳng bởi tam definition viên cứ ọt đà ơi. Vẫn đà dùng ai răn việc chạy sẽ đánh bán. Okay, thảo viết đà được cả ọt. Okay, chẳng quyền mình error card là ngay. Debug show error máu. Okay. Chẳng hết ấy bạn chỉ viên mình error card là để xa tới. Okay. Code bởi dương nâng admin default function sẽ mẹp thuê càng nghĩa tới ai programming năng nghệ. Tại đó, tôi bây chỉ in mistake này cả đời, chỉ function cả đời. Có vì admin tôi nửa tí, có năng ca output. Okay, hello năng màu đại. Tại đó, hãy xuống ra hẹn ấy. Đã xa tay được không C++ hay C programming. Kê miên default function rồi có main function mùi không nâng sử mẹ thuộc cả output từ lỡ. Ok, statement xem xem rồi có function xem xem. Rồi có class ếp xem trên đây chân tự. Chân toàn lại nâng á nè. Ok, hình chân. Cả nghe chi mùi function. Nhưng ai thuộc cả nghe mùi function bán. Đòi pra in main. Hay thả ta in main nâng. Việc tiền dựa function để dựng declaration hàng lưu ni mọc hở bài mấy. Ok, đọc này ai từ mưa việc và to tiết bản. Hai hẹn đây bạn chỉ dương, ai này dùng mình đấy thà function cứ chia block code muối. Đại vì ăn ở what, cách ca nghe chạy lẹ nà muối. Nà muối được nóng C++ nâng. Chắc đọc này ai minimize việc bài này máu. Ok, minimize việc bài này máu. Chắc mà block này cứ function muối. Mà block này cứ function muối. Hãy vì mình tôi để tìm xem xem cái này không ca thư ca nghe bỏ việc. Còn đó, thật ta dương chọn ai function đến thư ấy. Chẳng dương, ta sẽ statement màu. Chọn ai viết bốt, dương bột màu. Chọn ai viết đọt, dương đọt màu. Còn đó, ok. Chẳng ai phải to từ một tích tiệt. Chẳng nâng này, cái đạo thà suppose we need to create a program to create a cycle and color it. Ok, we can create two functions to solve this problem. Ok, chẳng problem bởi kế cứ miễn phí. Tìm mũi cái áo dương bởi cao tiện tông cho mùi nâng cycle, vùng. Hay bởi to mà tiết cái áo dương đặt cái lỡ ai biển, đặt cái lỡ ai vùng nâng. Chẳng dương thật thương mệnh. Chẳng đồng nọ sai kế cứ tìm mũi. Kế bởi cao phân sân mũi đồng bấy cùng vùng nâng. Tìm bí, kế bởi cao phân sân mũi đồng bấy đặt cái lỡ ai vùng mũi nâng. Đó là chẳng cái miễn phân sân phỉ để thuê ca nghĩa. Ok, pi đại. Cả nghe tìm mũi cứ còn đặt cung vốn này. Cả nghe tìm pi cứ tập hạt vốn nắng. Ai miên bỏ. Ok, chứng toàn lại nắng. Từ mục tiết, kì phép tha dividing a complex problem into small chunks make our program easy to understand and reusable. Để a thu thai of function. Chẳng function bởi dưỡng cái bài chạy về chỉ pi bập hệ thông thống. Tìm mũi, standard library function. Rồi dương hạt là predefined function. Tiếp bí user defined function. Rồi dương hạt thác create by user. Chẳng quy đồng ốc này ta sẽ xích tạc C++ máu. Miền in man được nâng nâng mùi dây thở. Chẳng là in man nâng chia predefined function. Rồi dương hạt thác standard library function. Function để miền sạp được nâng nâng. Hay mình miền đã in man mùi dây miền trở hơn tiệt. Khá tu nâng tìm viếp xinh xinh kinh. Cho user defined function vĩnh. Mình đây thầm mấy. Trên đó khi đã chia nẹ chỗ từ phở. Ok, chỗ từ xe program. Nó không C++ nâng. Khi hai thầy chỉ user ấy. Đó nát. Chân user defined function. Mình đây thầy cứ chỉ function đại dương nẹ bạc cao. Đó nát. Trả giá bạc cao mùi từ. Dây hai bạc cao mùi từ. Thổ ri bạc cao mùi từ. Ok, bốn a bạc cao mùi từ. Chân chỉ function đại dương bạc cao đào user ấy. Đó nát. Có vấn đề là function này để dựng ọt bạc cao tế hay viên miên sạp được nâng nâng. Cái hai viên thay chia predefined function. Rồi có standard library function. Rồi có dựng lục hồn dây muốn nâng mình built-in function. Còn đó. Chẳng ai đây được ọc niên lưu biệt built-in function. Cứ chia function để miên sạp được nâng programming mùi mùi. Ok. Ưu tí ho thay dựng hiến C++. Kênh dây thay predefined. Dựng từ riêng C sạp. Kênh dạy thá built-in function. Dương gửi riêng PHP.
គេនិយាយថា built in function អញ្ចឹងគឺជា function ដែលមានស្រាប់ឬក៏កើតឡើងដោយខ្លួនឯងតោះណាអូខេអញ្ចឹង note ឡើងនឹងទុកមួយមួយទៀត user define function ឬក៏គេហៅថា general function អូខេឬក៏តាក់ទងជាមួយនឹង user function អូខេអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងឯងសិតតែជា user ដែលអូខេមានតួនាទីបង្កើតវាមកអញ្ចឹងណាគេជា user ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងបើយើងរៀន C++ យើងជា user ដែលសរសេរ code នៅក្នុង C++ អញ្ចឹងពេលដែលយើង create function ណាមួយអញ្ចឹងវាដើរតួជា user define function ណៃ function ដែល define ដែលកំណត់ដោយ user យើងអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មិញ in message នេះគឺជា user define function ហើយ in main នេះគឺជាpredefined function មានន័យថាវាមកស្រាប់ជាមួយ syntax អូខេចុះ in mistake នេះ MG នេះគឺវាមកដោយសារលោកគ្រូអ្នកសរសេរអញ្ចឹងមានន័យថាវាជា user defined អូខេអញ្ចឹងតរឡើយហ្នឹងអាចទៅមុខបន្តទៀតអញ្ចឹងគេចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពី user defined function ហ្នឹងអញ្ចឹងការ declaration user defined function ហ្នឹងគេ declare វាមិនអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូសុំដាក់នៅក្នុងនេះឲ្យអញ្ចឹងក្នុង C++ យើង multi comment យើងប្រើអីនេះយើងបាទ multi comment លោកគ្រូចង់ comment function នៅក្នុងនេះឲ្យទៅ say អីច្រើនទៀតនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រើអី double slash single comment នេះចាំទីហោទាំងអស់នេះមាន100បន្ទាត់ប្រើ double slash ទាំង100អញ្ចឹងនៅពេលដែលទាំងអស់គ្នាចង់ un comment វិញតើអង្គុយលុបវាចំនួន100ដងដែរតើណាអញ្ចឹងគេមានមួយជម្រើសទៀតគឺគេហៅថា multi comment មានអា comment តែម្ដងទេអាច comment បានច្រើនបន្ទាត់អញ្ចឹងយើងប្រើអី slash guy អូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូលុបវាចោលវិញមកអញ្ចឹងឃើញ comment បានច្រើនអត់អញ្ចឹងឥឡូវមាន15បន្ទាត់លោកគ្រូចង់ comment 2បន្ទាត់អូខេឥឡូវចង់ comment ធំ6បន្ទាត់អញ្ចឹងលោកគ្រូកាយ slash វិញមកអញ្ចឹងវា comment ចោលតែ6ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងឥឡូវនេះលោកគ្រូចង់ comment វានៅខាងលើ program យើងដាក់បែបនេះមកអូខេអញ្ចឹងយើងនិយាយពី function អញ្ចឹង function គឺយើងមាន2ប្រភេទទី1អូខេដាក់បែបនេះមកទី1គឺអូខេ pre យើងដាក់ឲ្យត្រូវបើគេមក standard library functionអូខេឬក៏យើងហៅថាលោកគ្រូសំបើកវងកញ្ចក់ណាអូខេ predefined function អូខេ function លោកគ្រូថែម or ពីមុខមួយ or អូខេអញ្ចឹង or នេះគឺយើងអាចដាក់ថា built in function បានអូខេទី2គឺយើងមានអី userdefine អូខេ function អូខេឬក៏ general function អញ្ចឹងអាចជួប program ផ្សេងទៀតគឺរៀនពី function ហ្នឹងគឺដូចគ្នាអាចនឹងប៉ះមួយណាអញ្ចឹងទៅជួនកាលគេហៅ user define ដែរអញ្ចឹងទៅជួនកាលអត់ទេគេហៅ general អញ្ចឹងទៅអូខេបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៀតយើងចូលដល់ចំណុចមួយទៀតគឺdeclaration អញ្ចឹងការ declare តាក់ទងជាមួយនឹងប្រកាស function យើងគឺគេធ្វើម៉េចអញ្ចឹងគេមាន syntax របស់គេតើណាអញ្ចឹងការប្រកាស variable ក៏មាន syntax ដែរការប្រកាស function ក៏មាន syntax ដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើល document គេនេះមកអូខេអញ្ចឹង the syntax to declare function is អូខេ return type function name parameter 1 parameter 2 ចុចចុច function body ហើយបិទគ្នាវិញចេះលោកគ្រូសុំ copy parameter sorry syntax នេះមកអូខេចឹង block នេះគឺជា block ដែលយើងធ្វើការ declaration function អញ្ចឹងវាអត់មាន keyword function ទេគឺវាមានតែ return type នៅពីមុខអញ្ចឹងបើ function យើងនឹងដើរតួជា in ឧទាហរណ៍លោកគ្រូដាក់ in នៅកន្លែង in mistake នេះអញ្ចឹង return function នឹងត្រូវតែជា numeric ជា integer ចំនួនគុណតោះណាបើលោកគ្រូដាក់ឡៃនឹងជា string អញ្ច
chẳng return thay bộ function nâng thử tay chia tùa sọ toàn lại nâng á đó thì ở lớp lý mistake này màu thật ta return với chữ A chẳng return với cứ chia hello world toàn á ok chẳng nó phải để dương đặt hello world bài nâng ở vì return nó lại nè bởi dương hủy vì return nó lại nè chẳng mistake nâng này error vậy ở tư hoa lúc lúc anh đi chào hai là cô đặt hello world bài này vậy ok hello bài này vậy chẳng tẹt tôn chưa mua nâng ok nâng lại ní cứ vì auto tour cho đồng lại vậy để xa tá ok đặt return thay viết cứ chỉ integer còn bên tá ca return đồng lại đã oi mistake nâng vì đa tua chia ok đa tua chia ấy chia string ok chắc anh miền bành hai cái này nè ok chân tim mùi return thai group function đừng on được không xin lập lớp thử thử miền return thai chân dưng phở màu miền ấy return thai bởi dưỡng return thai miền đây thá chia data thai bởi viên là ngay thai xu hợp thai hãy đấy bằng cái đạo return thai mình đặc biệt data thai đã xa tế ok dưỡng miền return được không năng mùi bởi dưỡng return chỉ tù ở xó chân return thai bởi dưỡng đa tù chỉ ấy string chà bởi xin dưỡng return chỉ để tham data thai bởi dưỡng viên đang chạp vô chia time stamp rồi có dead time chẳng tự bởi dưỡng return chia true rồi có fail chẳng return thai dưỡng viên đang chạp vô biệt thả bullet to đắt ok tiếp đi cứ function name nó cứ chung mua function để dưỡng đẹp đặt chẳng đặt function chung mua ấy của bạn đây to đắt các bạn thấy đặt hai thời trăm luôn ảnh và nhập đọc đặt function chung mua ế đọc phía là how with how be chẳng phở với ạc cao thì cho nó ok hay nếu không nguồn cái chọn ý vì anh nâng miền miền parameter nâng anh nâng tờ tê chè chẳng bởi xin chỉ tờ tê bàm nâng ấp miền parameter cho nó còn bởi thế bởi vì miền ok lẹ cả nạ tha tù ở so ấy không nâng chẳng là nâng cứ chia parameter ấy ưu tì ho nâng này mùi là hữu đạt tha in a chẳng tờ rồi có ok ở bố này b chân tờ anh chẳng là a nâng b nâng b cứ chia parameter để miên không function nâng tỏ nó chân xin tạm ní kì ai máu đồng bấy declaration room mình đây là dương riêng xin tạm function này bên này dương riêng room khỉa miên function để on miên return type miên function để on miên parameter miên function để on miên ấy on miên return type on parameter tiết ok miên function để miên parameter on return miền function ấy tiết ok miền tiền return miền tiền parameter chẳng vì miền tam bậc hệ function bạn nè ok chẳng từ mục và to tiệt chẳng hàng khổm ní ok cứ cái declaration function mùi hay chỉ cái example và cái mùi cứ cái phở cho mùi đằng ấy ok void grid hay dương đặt ha si áo hello world chẳng như miền function chung mũi ấy nhưng miền function chung mũi ấy nữa lại nhận function chung mũi grid miền parameter ở đây chưa return viết chị ấy return chị ấy return thai viết chị void chẳng nó tốt ở đó khi score return thai vậy tích tiết chăm dưới khi nha void nó miền đây thầm mệnh in miền đây thầm mệnh ok to mà tiết miền nó khang khổm ấy nhưng khang khổm ní kì bây giờ là gì the name of function is grid the return type of the function is void the empty ok parenthesis means it does not have any parameter chứng miền này thà nó không vùng cả chọ dưỡng ở miền ấy nâng cứ ở miền parameter ấy ok the function body is written inside ok khniệp nè hình chân anh ấy cứ chia function body và bây giờ rất có statement để dưỡng thử thuê được trong function này ok mình chẳng xua tha function này viên đừng output hello world hay hẹn ấy bạn chỉ kịp hở vội chứ là của peerin data thái là của tôi hẹp tự ọc niêm miên data thái mũi đầm lại ấy của viên tự tôi vô đại tự nát chẳng vội này cứ được nhìn chỉ integer chỉ string chỉ boolean chỉ đập bò lấy cứ viên ai tự tôi vô bàn được ọc chả nâng cứ chia special return thai mùi tỏ đắt hay tích tiết tới tỏ nên đừng chua vậy bê khlap hở void, bê khlap hở in, bê khlap hở string hát ấy chẳng dừng nâng chạy chơi kênh nâng bê khỏi tiết
โอเคจังคันโนดอันนี้ตกมวยบางคีย์เวิร์ดทำไมมวยคือ void grid void จะ return time มวยได้หายวิจิ special return time ได้ value นักน้องฟังก์ชันหนึ่งไอ้ก็วิไอจะตัวเรียกบานได้โนดเป็นอันตกโอเคจังโอเคกิจการโนด we will learn about return time and parameter later in this tutorial อันจังแล้วยังอัตตอนปัตตอนตีได้ยังยัยปีกา call how ฟังก์ชันหนึ่งมา person ตอนนั้นจังนึกไปได้ดอกนี่ประกาศฟังก์ชันแบบนี้ลูกหัวไอ้สมพรมวยเดี๋ยวเวียนมาด่านักน้องนี่ได้จังยังมันฟังก์ชันจำนวนแมนจำนวนปีเลยก็บรรทัดบ่ยังอัด call how we นักน้องแมนเต้อินแมนเต้ฟังก์ชันนึงสมาร์ตหนึ่งยังอัดแมนโยเวียมาปราตอนนั้นประกาศไปให้อัดโยเวียมาปราจะไม่ได้ประกาศเจ้าหนึ่งอันจังการ call how we ก็ call แบบไหนโอเคจังนึกอะไรนี้ก็ยืนเผื่อเปลี่ยนทางกริดบัดบางคงกระจอกมาโอเคจังมินเนทำไมมินเนท้ายืนจะใช้ชั่วฟันเซนนึกดั่งนักน้องแมนยืนมาตอนนั้นจังเวียนนึกทุกการหาฟันเซนนึกมาออโต้มาเตยโอเคจังลูกอ่างดั่งอะไรนี้กริดได้จังเด้งโอเคให้บัดบางคงกระจอกมวยมาจังlà hữu ai have function nâng mập hở bàn này cứ hello world hay dương xa răng viên máu chỉ mới thay vì output hello world bàn ọt thế run debug chính ok xin tạ error ok chân hồ mưu xin error lại nè mùi ní vì phép dương thang invalid conversion from constant chat to in chân hai đây bàn errormistake ที่แบบยังแท้ invalid conversion from constant char to int โอเค line ที่21 column ที่12จัง line ที่21คือกลายเนี่ยโอเค column ที่12คือดำไลเนี่ยยังรอบมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12จังคือในขนงบล็อกนี้มาตอนนั้นจังโน้ตมีเซ็กตุกบะยังคืนไลน์ที่มาเพย์มุ้ยคือไลน์เนี่ยบะยังคืนคอลัมน์ที่ดับปีคือคอลัมน์นี่โอเคสเตตเมนต์ปันนี่จังสไลด์ได้บันเออร์หรือได้ซาแต่วีรีเทิร์นจีสปริงหายรีเทิร์นไทยยืดจับโยจีอินเทเจอร์จังบะยังรีเทิร์นนึกไลน์นี้ดักทำมาเพย์คือวีไลน์เออร์หรือไงสมัยฟังก์ชันมีเซ็กหนึ่งหรือก็ return zone với nhau chẳng tới có lệnh error đại ở tại chia đầm lại tao nói ok chẳng lúc cuộc xung đô với tao một hay chào tới hay dừng màu thứ thứ tẹo tao mùi return grid này hề hoặc tẹo tao mùi âm chi này ok chẳng rắn với đào đi bạc chiến đoàn tiết chẳng xa này cứ vui lên miền error cả là người chẳng output viên này nè ok terminal นี่ hello world โอเคจังมีในแท้ function บะยังนี้คือยังมัน call how we มาเผยตอนนั้นจังบะซันจีลูกหูจังหาวิทยาตรงชิมวยหนึ่ง function m h นี่ยังมาเผยลูกหูเธอไหมคือยังดัก m h นึงได้หมา m h โอเคบัดบ้าคุณก็จอดนึงหมาจัง m h นี่มี return นำไลน์มาเผยจังไปได้ยังรันเต้โอเคฟังก์ชันแต่งปีนั้นวิ่งทุกการโดยขณีจังอ่ะคังเลื้อหาวมองมาเพย์อ่ะคังโขงโอเคแล้วโชว์แอร์เรือมือเตี้ยมา two of you argument to the function in msg โอเค sorry ลูกหัว declaration parameter นั่นนี่จังยังลบไปชาวมาไอ้ยังรันเวียนมาดองติดโอเคจังเอาพูดยังadmin return 20 มาเว้ยโอเคจัง msg return 20จังนี้ถ้ามี20มา1ទៀតบันตรึหรือก็ยัง return อดตรึโอเคឥឡូវយើងបិទ greeting ចោលសិនមកហើយតែ mistake បាននេះโอเคឬក៏លោកគ្រូប្រកាស in a 1ហើយអានេះគឺលោកគ្រូ return a โอเคแบบนี้เว้ยไอ้ประตอมมาเตี้ยขนมบิเซกนี่ลูกดักมาเพย์เจ็บบันเตอร์โอ
răng viêm mà đòn tiết ok ở miền output màu ấy chân function này dương phở mùi in ní cứ vì ở toàn output ấy ở dương tế ok chân dương ta sắc xa bị void năng in năng sân thay vì khóc nhiều bài mệt ok chân xe mẹp function dương cũng toàn hụt chỗ đó in ấy chả mơ đo cho nó để thời gian bị in rồi có string rồi có data type xếp chả dương lượng viên dùng ở ấy sắp khỏi ok chân khăn ông ní dương ai call how we ban bài năng hào để chúng mua máu cứ màu ấy phần sân đại dương và cả nừng từ mục tiên ok chẳng mua đi chẳng tôn chẳng mua nâng ở cycle của bia chẳng phê đại dương và cả phần sân mua được hàng lứa nhưng ai call hào viên được in mạng chẳng bởi kỳ xưa vua khăn ông sẽ tầm ấn nha miền phần sân chẳng luôn mà đó thì ai chẳng bàn thá miền pỉ chia user defined phần sân mua chúng mua thật grid nâng predefined phần sân mua chúng mua thật mạng ok chân example tp dương miên function grid nâng tờ đài ok nếu dương example mình hao giấy lỡ cho từ và to tiết nếu cứ output bộ bìa hello there ok chúng mươi nâng function with parameter chân cái miên ấy nè cái miên void print nằm ok hay cái miên parameter chúng luôn muối cứ in nằm ok chúng cái ICR cứ chụp mùi nâng năm nâng chúng param tại tôn chụp mùi nâng function này cứ viên nâng tự vô đầm lấy năm nè vô một hở ok chúng bắt đầu mà tiết cái bậc cao phải bỏ in ăn small bumper hay dương call how we mouse print này ăn chúng cái này bây giờ về lấy cứ print này bumper dương đã lên bumper cả bán nhưng bậc cao phải bỏ cả bán còn đó ok chúng là khu xong example viên mà đoàn tiết nơi cái này dương đồ từ void ấy void print nằm hay cái miền parameter mỗi cái in nằm ok và to mà tiết cái miền đẹp tôn chỉ mùi nâng si ao muối cứ dương hào nằm nâng vô một hở thì và to mắc ca call hào vía dương ai đã thập print nằm bàn thấy dương ạ sánh đầm lại ở parameter nâng màu còn đó chân là phụ đạc mà đọc cho chân ai phụt dương viên đường chính đọc ok chúng ta mau chơi chơi clip lại parameter tích nó phê đại dương bậc cao function bài này hay dương declaration viên máu miền đây thế ok xuống mới thông tích bật output trên sân nó phê đại dương bậc cao parameter kê bậc cao viên bài này chân nó không nâng kê hai viên hai chiếc parameter nó phê đại dương bọc đầm lấy đó parameter nâng nó phê đại dương call hai lại ní chúng ta đọc này cái chụp hai thập parameter tiền đây còn đó tại sao để viết chia đầm lại bố ok in nằm những cái hai viết thầm mình cái hai viết tha chia argument toàn lại nâng á nè nếu bây giờ dùng declaration function được có class hai dùng đặt ok parameter nâng nâng dùng hai viết tha chia parameter đó bây giờ dương bọc đầm lại để ôi parameter nâng dương hai nguyên hai chia argument còn đó ok chân in nam lại ní dương hai thập parameter đó bây giờ đầm lại đọc nâng lại ní dương hai nguyên hai chia argument vậy chờ thì ho lục hùa thì ho muối ở đó ông đi bà cao lại bỏ sorry function muối ok chung mua tháng ok minus function hoặc đọc và đó mà tiếp theo ông đi declaration parameter chấm nút p a đằng b chỉ integer chứ nhưng ta c mà và đó mới đi là cụ thể đó là cái call how function minor nó được không mạnh hay là sáng argument ở p chẳng mình đi thay dương bọc đầm lại để ói parameter nó chấm nút p vậy ta đáp đáp được câu một hay chẳng đợi chẳng được lại ní cái how we chia argument mình ở how we chia parameter tiền đi chẳng nốt tục luôn ấy ok mình mà đo print ở năm hết ok dương assign parameter dot parameter một hơi giấy ở đây cứ dương assign argument box đầm lại để ói parameter thế chân và to từ mục tiết function with parameter chân dương miên function display muối đại miên parameter chủng đun pì ok miên data type xin kia tiệt chân dương output function parameter tí muối đồng parameter tí pì đặc biệt lại ní
ก็ยังถือบอกอักชูมันเอาเวียจำนวนปีได้โอเคดำไล่พรำมวยดำไล่พรำจอยพรำมวยปัจจัยเก็บบอกขนมตุ่มรงจี้วายบอดตอนนั้นโอเคจึงเอาพูดเวียคือปนิคเทมาขอมเตี้ยจึงเก็บแผลยืงไงอันมวยอันปีโอเคคือจีปรมาเตอร์นำมวยนำปีคือจีอักชูมันได้ยืงบอกดำไล่แต่อ้อยอันมวยอันปีหนึ่งបន្តមកឡៃនេះគឺគេមាន return statement នេះអញ្ចឹងអាលើមិញបងប្អូនមើលទៅមានឃើញ return អត់អត់មានទេអូខេអញ្ចឹងដល់ return statement យើងមាន void 1 void display number 1ហើយយើងមាន code អូខេឲ្យមកខាងក្រោមគេ return បែបនេះតោះណាអញ្ចឹង A និង B គឺជា return statement ដែលយើងរុញទៅឲ្យ add តោះណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេប្រើមួយ return statementreturn ថាយើងត្រូវដោហើយតោះណាតែអី return statement វា specific ទៅលើ return type អញ្ចឹងគេលែងប្រើមួយពួយហីតោះអញ្ចឹងមក return យើងជា in return type យើងក៏ត្រូវតែជា in ដែរអូខេបើ return យើងជា string return type យើងក៏ជា string ដែរអូខេអញ្ចឹងតាន់ឡើយហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងតាក់ទងជាមួយ function មួយនេះមានអីខ្លះទី1មាន parameter ចំនួន2 in a in b ទី2មាន return statement 1ដែលវាធ្វើជាផលបូក a ហើយនឹង b អញ្ចឹងតម្លៃ add ហ្នឹងគឺវានឹងធ្វើការបូកអូខេតម្លៃ a និង b ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងបោះ argument ទៅឲ្យវាអញ្ចឹងមកខាងក្រោមគេអីសំផល lain នេះ in អូខេ add in a និង in b return a បូកឲ្យ b ដល់ពេលកន្លែងនេះគេមានfunction មួយឈ្មោះថា sorry variable មួយឈ្មោះថា sum ដែលដើរតួជា integer ហើយស្មើជាមួយនឹង function ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចអូខេ call how វាបានដែរអញ្ចឹងត្រូវចាំថារាល់ function ទាំង lain ណាដែលមាន data type ជា copy void ឲ្យតែ data type វា copy void ទាំងអស់គ្នាត្រូវបង្កើត variable មួយដើម្បីស្ទាល់ទុកតម្លៃ function ហ្នឹងតោះណាបើវាជា void អត់ទេហៅឈ្មោះវាយកមកប្រើបានក៏ប៉ុន្តែបើវាដូរទៅជា in ជា boolean ជា double ជា float ឬក៏ជា string យើងត្រូវមាន variable មួយសម្រាប់ផ្ទុកវាសិនតោះណាអូខេអាហ្នឹងទើបយើងអាចផ្ទុកវាបានចេះតន់ឡើយហ្នឹងណាលោកគ្រូ example មួយលោកគ្រូឧទាហរណ៍ទឹកក្នុងពាងយើងទឹកក្នុងពាងវាគឺជា function យើងចុះតោះណាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងប្រើ function ជាមួយ void នៅពេលណាដែលយើងប្រើ function ជាមួយនឹងអូខេ in ឬក៏ string ឬក៏ boolean ឬក៏ char អញ្ចឹងនៅពេលទាំងអស់គ្នាយកការទឹកទៅដួសទឹកនឹងពីក្នុងពាងមកអញ្ចឹងអាការទឹកនឹងវាគឺជា function របស់យើងឯងដែលវាផ្ទុកទឹកនឹងតោះណា function name អូខេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាទាំងអស់គ្នាប្រើជា in អូខេអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រើដបទឹកវិញអត់ប្រើការបានទេតោះណាបន្តមកទៀតអូខេយើងយកអីមួយចំនួនឲ្យដបទឹកហ្នឹងហើយបានទាញទឹកហ្នឹងយកមកប្រើបានតោះឡើយហ្នឹងណាមានន័យថាមួយទាញទៅទាញទឹកហ្នឹង direct ហ្មងបើយើងដួសមកការមកយើងចង់លាងដៃអីក៏បានយើងចង់ស្រួយទៅណាមិនក៏បានដែរប៉ុន្តែបើយើងយកកណ្ដុងទៅជាមួយត្រូវមូលកំហុសសិនអញ្ចឹងទៅពេលដែលចង់ប្រើទឹកហ្នឹងតោះតែបើកំហុសវិញតោះណាអញ្ចឹងfunction ជាមួយនឹង void ហើយនឹង function ជាមួយនឹង data type យើងគឺខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងបើសិនជាទាំងអស់គ្នាឲ្យតែឃើញ function ណាជា in ឬក៏ជា float អីពេលដែលទាញហៅ function ហ្នឹងយកមកប្រើត្រូវថែមវាជាមួយនឹង variable យើងសិនឲ្យ variable យើងផ្ទុកនៅតម្លៃ function ហ្នឹងហើយបាន call ហៅ function ហ្នឹងយកទៅប្រើអូខេអញ្ចឹងបែបហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងមកក្រោយមកខាងក្រោមទៀតអញ្ចឹងយើងមានឡៃនេះហើយអា100នេះនិង78នេះគឺជា argument ដែលបោះទៅឲ្យ parameter a និង parameter b អូខេអញ្ចឹងទៅមុខទៀត function prototype អញ្ចឹង function prototype អញ្ចឹងគេមាន void a in ហើយនិង in តមកទៀតអូខេគឺមាន in main a នេះ5ហើយនិង3អូខេបន្តមកទៀតគេមាន void add in the a in the b ហើយយើងស៊ីឲ្យ a បូកឲ្យ b អញ្ចឹងអាទម្រង់បែបនេះគេហៅថាជា function a អូខេជា function prototype
đồ bốn kì miên tẹt tông chùm mùi nâng. Ok function a add muối đại miên in hay nâng in có phần nào toàn miên parameter nông nâng nghề đó đó và đó mà tiết kết với ca assign đầm lấy đỡ ấy. Ok bỏ argument đỡ ấy parameter bỏ add nâng. Ok và đó mà tiết kê bạc cát function chùm mùi nâng add nâng tỏ đáy hay assign parameter ấy bìa cứ a hay nâng b chẳng dừng si ao a nâng b mà cứ dừng ai kẹt nâng điệp hoặc bộ bàn này. Ok hay hoặc bộ cái này ní dừng ở trăm bạch phở tẹt tương chùm mùi nâng return tiệt dừng vô viên một bộ thông mặt đàn. Ok chẳng kịp hẹp dừng thay in ở bộ code the function prototype is chẳng hạn ní cứ chìa bộ phê function prototype dừng ở trong specific từ lưu parameter nà muối dừng ai bạc cao với trao bạp nâng. Ok và tao mà tiết kì mình xin tạm mùi tiết xử mẹ function prototype cứ return thái function name data type 1 data type 2 data type 3 dây chân tử hay và tao mà tiết bàn kì ok cầm not đầm lại viên nó kia khỏi tiết thế chân cái này ní ok cứ đôi kì in đấy add mà đừng in ok hay kì mình function càng khổm đi mũi đầm ấy phứ return đầm lại bộ viên tử. Ok chẳng một hôm tiết benefit of user using user defined function chẳng hạn thạp vào dõi này cao phở user defined function tìm mùi make code reusable chẳng dựng đấng này user defined gọi đó gọi đó cứ dựng hai dựng code viên một phở bản vì khỏi tiếp bí function make program easy ok each small test is divided into the function chẳng mình này là dựng cháy với chiếc block code mà đông chẳng trong thứ ấy dựng ai vừa càng nhìn đằng bàn lượn. Hai tiếp bốn function increase read ability. Chẳng dừng bậc cao function đó vừa read lượn chiếng. Ok, vừa tận là ca code lượn chiếng dừng ở bậc cao function. Tóm lại, để sao ấy? Về compile đó vừa rút một đo mùi đó pi để dừng bậc cao function. Vừa mưa từ tam bậc lộc function vừa dừng. Hai read code đang lượn chiếng. Ok. Chẳng mau khang khổm tiết miên chỉ library function. Chẳng library function mình đi thầm mạch cứ predefined function dừng nâng ấy. Ok chẳng quy miên chỉ ấy XORT ok ABS EDIGIT chẳng hạn nâng sơ chia built-in function bởi dừng. Ok thầy nó không nít cái miên ở tẹo thông chỉ mùi nâng variable chúng nâng phí thì mùi cứ đập bỏ number nâng đập bỏ square root. Ok square root hay bắt đầu mà tiết cái number nâng small nâng mà phải pram trực sột. Ok, hãy kia đã. Ok, square root ní small chung mùi nâng XORT nấy number chân đồng lại viết trên màn đừng ọc nìa squall XORT ớt rồi có square root nâng ớt. Ok, chân ai tưởng mơ nì dùng ở đây vào viện tích máu. Ok mùi nì nè yeah, chẳng hạn này cứ square root đây cái hào ấy lại ní tâm riêng chọc thầm mấy nạ tì đọc mùi đọc bí rước nè ếch. Ok chẳng square root nâng xa nâng rước ở đây nè ếch rước ở dương hào thao ra đi cao nè ếch thở ớt. Ok chẳng bởi dương chọc bàn square root này mà phải pram rước ở ra đi cao này mà phải pram xa mà mán để chạm mất. Ok, chân là tập hòa dương lại ní Smart Pram. Tỏ nát, mình nên hả Pram, Svay Kun Pram chốt mùi radical cho tất nữa sau tập Pram ấy. Ok chân là nâng cứ khỏe rụt cho à kháng lưu bằng màn mình nên nè. Ok, mùi tiết từ ông hi cha và rom nó không phân sân dương miễn include Smart đó chân mình nên thầm mấy. Ok chân đó nên mưu mà bật toát khổm này. The function declaration of XORT is defined in CMAT header file. Chân là CMAT header file liền với cư chỉ ấy. Thế that why we need to use the code include CMAT to use the XORT function. Chân CMAT bên đây là mấy thế bỏ từ khởi bình nó lại nè
โอเคมีในอัจฉริยะบ้านอ๋อនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាចង់ដឹងថា cmat ជាអីតើតើអ្នកនរគ្នាមើលមកប្រយោគនេះថា include cmat ហ្នឹង include ហ្នឹងគឺមានន័យថាម៉េចហើយ statement នៅខាងលើហ្នឹងនៃ syntax របស់ C++ ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចតើណាអ្នកនរគ្នាដែលចូលបណ្ណាល័យអត់ Yep ចូលបណ្ណាល័យគេប្រើសម្រាប់ធ្វើអីយ៉ាប់កន្លែងទុកសភៅឬក៏ទុកឯកសារអីផ្សេងៗទៅអញ្ចឹង CMAT នេះវាគឺជាបណ្ណាល័យមួយសម្រាប់ទុកអីទុក function ដែលមាននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹង function របស់ CMAT គឺគេសំដៅទៅលើអី function ដែលមាននៅក្នុងគណិតវិទ្យាយើងដូចជាអីឬក៏ array ដូចជាអីស្វ័យគុណដូចជាអីទៀតអូខេ integral អូខេដូចជាអីទៀតតាក់ទងជាមួយនៅរូបមន្តគណិតវិទ្យាយើងអញ្ចឹងរូបមន្តគណិតវិទ្យាមាននៅក្នុងសភៅប្រមាណគឺមាននៅក្នុង CMAT យើងប៉ុណ្ណឹងតើណាត់ហើយមានច្រើនជាងអ្វីដែលយើងបានរៀនទៀតសម្រាប់ CMAT អញ្ចឹងឲ្យតែតាក់ទងជាមួយនឹង mathematics គឺយើង import CMAT នឹងមកទាំងអស់តើណាត់អញ្ចឹងយើងអាចប្រើ built in function ដែលមានក្នុងនឹងស្រាប់ហីតាន់ឡើយហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹង include នេះមានន័យថាគឺយើងធ្វើការ import class library មកមួយសម្រាប់ for resource ដែលមាននៅក្នុងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងមានប៉ុណ្្នឹងសិនចូលមកវិញខ្ញុំយើងបន្តទៀតអូខេអញ្ចឹង homework ទី5របស់យើងគឺមាន4 test test ទី1គេឲ្យយើងសរសេរតកតងជាមួយនឹង game មួយដែលយើងដាក់ថា guess number កាត់ទាយលេខអូខេអញ្ចឹងគេដាក់ថា program set a number between 1and 500 អញ្ចឹងយើង set តម្លៃចំនួនចាប់ពី1ដល់500ហើយ user ហ្នឹងគាត់ព្យាយាមធ្វើការ test មើលទាយលេខហ្នឹងមើលអញ្ចឹង after each atom the program give the hint អូខេអញ្ចឹង program យើងវា hint លេខមួយឲ្យយើងអញ្ចឹងទៅ whether the internal number is more or less than the those number at the end of the program display the statistic okay how many atom to guess the number where they were អញ្ចឹងយើងទាយប្រមាណដងក៏វា record atom នឹងឲ្យយើងដែរ how long it took ឲ្យយើងចំណាយពេលប្រមាណ okay ក៏វា record ដែរ provide the exit by 0ហើយយើងអាចប្រើ keyboard នៅពេលដែលយើងចង់បិទអា program game នឹងវិញយើងចុច okay keyboard 0តើណាត់ឬក៏ O អីអាស្រ័យលើទាំងអស់គ្នា define វាកន្លែងហ្នឹងអូខេ if user got try to guess the number អូខេអញ្ចឹងបើសិនជាយើង user ហ្នឹងគាត់អូខេឈប់តាក់ទងជាមួយនឹងធ្វើការទាយគាត់អាចចុច0ហ្នឹងដើម្បី exit បានកងងារទី2 write a program of currency convert អញ្ចឹងយើងធ្វើការមួយ convert implement the communication between user via មនុយអូខេអញ្ចឹងយើងលីសវាជាមនុយ1 2 3 4អីចឹងទៅអូខេមួយទៀត display the rectangle with the specific size using the special symbol អូខេ specific symbol អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចបកកើតជា rectangle មួយ draw rectangle មួយដែលប្រើ function មកហើយយើងត្រូវអូខេ fill អាផ្ទៃរបស់ rectangle ហ្នឹងជាមួយផ្កាយធំជ្រូកឬក៏ជាមួយនឹងសញ្ញាបូកអីចឹងទៅដូចយើងគូស pattern អញ្ចឹងតើណាអូខេអាហ្នឹងគឺលំហាត់ទី3លំហាត់ទី4គេឲ្យយើង display an empty rectangle with specific dimension using the specific symbol of the អូខេcyan okay sorry specific color អញ្ចឹងយើងអាចគូ empty rectangle មួយដែលប្រើតកតងមួយ symbol របស់យើងមកអញ្ចឹងបើសិនជា rectangle ធម្មតាយើងអាចគូជាសញ្ញាចុចអីចឹងទៅដល់ពេលខាងក្រោមយើងអាចគូវាជាមួយសញ្ញាបូកសញ្ញាផ្កាយសញ្ញាអីឲ្យចេញទម្រង់ជា rectangle មួយមកហើយអាចមាន specific លើ color បានក៏ល្អដែរអញ្ចឹងអាស្រ័យលើការ research របស់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតែតកតងជាមួយនឹងការងារនៅកន្លែងនេះគឺយើង apply វាជាមួយនឹង loop ទេអត់តន់ចូលដល់ function ទេសប្តាហ៍ក្រោយជួបលោកគ្រូបន្តទៀតយើងនឹងមាន homework ជាមួយ function ដែរអញ្ចឹង4 test នេះ
apply cho mùi lúc tương ọc tớ đắt có vấn đề bởi tương ọc này kết thà ở lỡ nhóm chế phán xin khá hãy nhóm bởi châu lúc nâng được nông phán xin có bàn đài tớ đắt rất là ọ vấn đề bởi dân kết thà ở nhóm thư tớ lúc thông mà đá có bàn đài chẳng thư lúc thông mà đá tớ ok chẳng miên vấn năng tớ ọc này ai dơ tớ research bật thám ok